Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây với những diễn biến sôi động của mùa World Cup 2022 cũng đã kéo theo nhiều loại hình cờ bạc, mà điển hình là cá độ bóng đá, cả trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, lực lượng chức năng đã xử lý, khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Nhiều con bạc đứng trước nguy cơ bị bắt hoặc lâm vào cảnh nợ nần, tiềm ẩn các rủi ro cho xã hội. Hôm nay, chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt để cùng thảo luận về vấn đề này. Xin được giới thiệu luật sư Hà Trọng Đại, giám đốc công ty luật Hà Trọng Đại và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào quý độc giả của báo điện tử VOV. Tôi là luật sư Hà Trọng Đại, thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Trọng Đại và Cộng sự, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, trước khi bắt đầu thì xin mời luật sư Hà Trọng Đại và quý độc giả chúng ta cùng xem một clip phóng sự ngắn. World Cup 2022 vừa diễn ra tại Qatar được nửa tháng, nhưng tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến World Cup diễn ra hết sức phức tạp. Bộ Công an đã có chỉ đạo các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt liên quan đến cá độ bóng đá. Với sự phát triển của công nghệ, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá truyền thống đã dần chuyển sang không gian mạng. Với thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự phân cấp, phân quyền cụ thể đến từng chân rết. Số tiền mặt người chơi nạp vào để đánh bạc thường được quy đổi thành điểm thưởng. Do đó, khi bị bắt các đối tượng thường chối quanh, khai rằng đánh cho vui, không đánh bằng tiền mà chỉ đánh bằng điểm thưởng. Các đối tượng sử dụng các trang web cá độ trực tuyến, có đường dây được tổ chức bằng hình thức là chia nhỏ các tài khoản thứ cấp cho các đại lý cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá. Theo thống kê thì lực lượng công an đến nay đấy, thì lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng với số tiền giao dịch ước tính lên hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình là Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan. Tổng số giao dịch ước tính là hơn 30.000 tỷ đồng. Thứ hai là triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm, tụ điểm tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan như là cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Thưa luật sư Hà Trọng Đại, sau khi xem xong clip thì ông có suy nghĩ như thế nào? Liệu có phải là những năm gần đây là cái tình trạng cá độ bóng đá, đặc biệt là cá độ trực tuyến nó đang nở rộ? Thực tế thì không phải mùa World Cup này, mà cũng đã một số năm trở lại đây thì cái việc cá độ bóng đá nó trở thành gần như một trào lưu. Và những người xem bóng đá thì cái việc hâm mộ cái môn túc cầu thì chỉ là một phần, nhưng cũng ở đó còn rất nhiều các đối tượng lợi dụng cái mùa World Cup để tham gia cá độ bóng đá và ngày càng tinh vi, và đặc biệt là cái số tiền tham gia cá cược ngày càng lớn hơn, thậm chí vài nghìn tỷ khi mà cơ quan chức năng khám phá và triệt phá được những vụ án mà lên cái số tiền mà tham gia cá cược đến vài nghìn tỷ. Vâng, dưới góc độ pháp lý thì thưa luật sư, là luật sư có thể cho biết là cá độ bóng đá trong những trường hợp như thế nào thì sẽ bị truy tố hình sự, và cái cụ thể là cái khung hình phạt đối với mỗi hành vi là như thế nào? Theo cái quy định tại điều 321 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì chúng ta cũng đã quy định rất là rõ về các hành vi đánh bạc. Thì ở đó thì Bộ luật hình sự cũng quy định rằng là người nào tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ một hình thức nào, thì ở đó chúng ta đang có quy định rất rõ là hình thức nào. Thì chúng ta có ba cái hình thức cụ thể mà những người tham gia từ trước giờ thường tham gia cá cược. Ở đây thì theo tôi thì cho rằng là ba cái hình thức này nó đã đầy đủ, có một cái quy phạm đầy đủ để áp dụng đối với các hành vi mà lên các cái đối tượng mà tham gia cá cược, ví dụ đánh bạc trực tiếp và đánh bạc thông qua cái không gian mạng và đánh bạc thông qua một cái đối tượng hoặc một cái tổ chức trung gian, thì ở đây nhà nước không cho phép đánh bạc. Đấy. Và thậm chí nếu có cho phép đánh bạc thì cũng phải trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Đấy. Và các đối tượng này đã thực hiện các hành vi đánh bạc thông qua ba hình thức đó. Đấy. Và với ba hình thức đó thì Bộ luật hình sự tố tụng năm 2015 cũng quy định rất rõ là với cái hành vi đánh bạc mà
dưới 5 triệu cho đến 50 triệu thì cái khung hình phạt mà bị áp dụng đối với các đối tượng này từ 6 tháng cho đến 3 năm tù. Tuy nhiên tôi cũng phải nhắc lại rằng có một số trường hợp mặc dù đánh bạc dưới 5 triệu đồng đấy, nhưng đã bị kết án về một cái tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc mà chưa được xóa án tích thì vẫn có thể bị khởi tố hình sự theo cái điều 321 Bộ luật hình sự. Và một số các hành vi được quy định ở mức cao hơn theo cái quy định tại khoản 2 điều 321 thì với các hành vi mà có cái tình tiết định khung như là thu lợi bất chính từ 50 triệu trở lên hoặc là tham gia đánh bạc thông qua cái mạng xã hội, mạng internet và điện tử thì với khung hình phạt sẽ là từ 3 năm cho đến 7 năm tù giam. Đấy, 3 năm đến 7 năm tù giam. Tuy nhiên rằng là tôi cũng phải nhắc lại rằng là gì, đối với lại các hành vi mà tham gia các cược bóng đá thì rất nhiều đối tượng thuộc vào cái tội theo cái điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, đó là tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đấy. Thì với cái tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì cũng có hai cái khung phạt quy định rất rõ là đối với là những cái đối tượng mà có thu lợi bất chính dưới 50 triệu, dưới 50 triệu. Đấy. Thì với khung hình phạt của chúng ta có từ 6 tháng đến 3 năm tù. Đấy. Và đối với lại những cái đối tượng mà tổ chức đánh bạc đấy, mà có thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, 50 triệu đồng trở lên, hoặc là các đối tượng dùng cái hình thức đánh bạc thông qua mạng máy tính, mạng internet đấy, thì các đối tượng này phải đối diện với cái khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Thì đây là những cái điều luật hiện nay mà chúng ta đã áp dụng theo quy định tại cái Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Thưa luật sư, thì đối với thực tiễn hành nghề của ông thì ông cho rằng cái mức khung hình phạt như vậy là nó đã hợp lý và nó đủ răn đe chưa? Những năm gần đây thì cái trào lưu tham gia các cược bóng đá nó lớn hơn, quy mô rộng hơn và cái số lượng tiền để tham gia đánh bạc hoặc là hiện vật để tham gia đánh bạc nó lớn hơn nhiều, thậm chí có những vụ đến vài nghìn tỷ. Và nếu xét về cái hậu quả đối với một cái xã hội Việt Nam thì với con số vài nghìn tỷ thì tôi cho rằng là ảnh hưởng đến rất nhiều, thậm chí đến hàng vài nghìn người, hàng chục nghìn người tại Việt Nam. Mà đặc biệt là gì, là một con số tính toán nó rất đơn giản thì cũng sẽ ảnh hưởng đến vài nghìn gia đình. Ở đó còn những đứa trẻ, còn những bố mẹ già. Đấy, thì nếu nhìn vào cái hậu quả này thì cái mức phạt đối với lại người tham gia đánh bạc đấy, đến 7 năm tù, và những người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù thì tôi cho rằng nó còn quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe. Và pháp luật là gì ạ? Pháp luật là để điều chỉnh các cái quan hệ pháp luật đấy, nó nảy sinh ở trong xã hội. Và dựa vào đó thì tôi đề nghị rằng, tôi cho rằng là với khung phạt này nó còn quá nhẹ. Và những nhà làm luật cần phải nghiên cứu để đưa ra cái mức phạt sao cho nó phù hợp hơn và đủ sức răn đe, đặc biệt đối với các cái đối tượng mà tổ chức đánh bạc. Vâng. Tức là theo luật sư là những đối tượng cầm đầu đường dây thì cần phải có một mức án nghiêm khắc hơn. Đúng rồi. Tại vì là cái số tiền thu lợi bất chính là quá lớn. Cái thu lợi bất chính nó chỉ là một phần. Tuy nhiên rằng là tự nhiên tôi đánh giá rằng nó đánh phải xem xét về cả hậu quả. Hậu quả để gì, có những người tổ chức thì mới có những người tham gia. Và những người tham gia đây là những cái đối tượng mà gây ra cái hậu quả trực tiếp đối với những cái gia đình, đối với xã hội và đặc biệt là đối với những đứa trẻ trong một gia đình. Mà ở đó thì những cái hậu quả khi mà các đối tượng này bị xử lý đấy, thì là gì ạ? Thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến kinh tế đấy, và thậm chí là nảy sinh các cái mối quan hệ khác, các hành vi phạm luật khác. Ví dụ, tôi ở đây ví dụ, vì tham gia đánh bạc cho nên rằng gì ạ? Là không có tiền trả cho các cái tổ chức đứng ra đánh bạc. Vì vậy nó nảy sinh ra cái hành vi trộm cắp, giết người để cướp của. Thì đây là một trong hệ lụy mà rất lớn. Theo tôi thì các cái cơ quan chức năng
cũng cần phải sớm vào cuộc và sớm đưa ra các cái quy định mà đủ sức răn đe để làm sao ngăn chặn kịp thời đối với những hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vâng, thưa luật sư, thì thời gian gần đây thì không chỉ là đánh bạc bằng tiền mà có thể là một số trường hợp là đánh bạc bằng hiện vật. Ví dụ như là những người bạn bè chơi với nhau mà cá độ với nhau bằng một bữa nhậu hoặc một cái hiện vật nào đó như có giá trị, thì những trường hợp này mà bị phát hiện thì có bị xử lý không, thưa luật sư? Tại cái điều luật về tội đánh bạc cũng đã quy định rất rõ là gì ạ? Là cá nhân đấy, tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào bằng tiền hoặc hiện vật, bằng hiện vật, thì ở đây ngoài cái việc tiền ra thì cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét đấy, cần phải xem xét đến các cái đối tượng sử dụng bằng đó là hiện vật. Thế vì ở đây nếu mà theo cái quy định của luật hình sự thì là gì ạ? Ngoài tiền ra thì có hiện vật. Hiện vật là cái gì? Đó là cái tài sản hữu hình hoặc là những cái hứa hẹn đấy, hoặc là những cái hứa hẹn bằng tiền hoặc là một bữa nhậu, nếu quy định rằng là bao nhiêu tiền thì cũng lấy đó làm cái tính quyết định khung hình phạt. Vâng, thưa luật sư, là đối với những người chơi cá độ bóng đá mà chưa bị phát hiện nhưng mà họ thành khẩn khai báo và tự giác đầu thú với cơ quan công an thì theo quy định của pháp luật là họ có bị truy tố hình sự hay là có được cái quyền miễn trừ hay giảm nhẹ gì không? Theo cái cấu thành tội phạm của cái điều 321 cũng như điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 thì những cái hành vi mà các đối tượng này tham gia đánh bạc, nghĩa là gì? Tội phạm đã hoàn thành. Việc các cái đối tượng này tự thú hoặc thành khẩn khai báo đấy, thì chỉ được xem xét và áp dụng các cái quy định về giảm nhẹ hình phạt. Đấy, mà ở đây cụ thể theo khoản 1 của điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 thì ở đó thì có các cơ quan tố tụng mà cụ thể là tòa án có thể xem xét để giảm nhẹ hình phạt là căn cứ vào cái điểm F hoặc điểm B của khoản 1 điều 51 để lấy đó làm các cái tình tiết giảm nhẹ để cho các cái đối tượng được hưởng cái lượng khoan hồng của pháp luật. Dạ. Có nghĩa là không được quyền miễn trừ mà chỉ được xem xét giảm nhẹ. Không được quyền miễn trừ khi mà ra tòa. Vâng. Thưa luật sư, thì ông đã từng tham gia những cái phiên tòa về đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thì ông cũng là trực tiếp là trao đổi với các bị cáo, thì ông có thể chia sẻ một số cái kỷ niệm hoặc là những phân tích về cái tâm lý của bị cáo trước và sau khi phiên xét xử? Đối với những cái vụ án mà có liên quan đến các hành vi đánh bạc thì các bị can bị cáo trước khi mà bị đưa ra xét xử hoặc trước khi bị bắt thì thường rất chủ quan, bởi vì cứ nghĩ rằng là đối với lại cái hành vi đặc biệt là hành vi đánh bạc trên không gian mạng thì rất an toàn và không ai tìm được mình đấy, nhưng không phải như vậy. Bây giờ công nghệ cũng như là gì ạ, là đặc biệt là Bộ Công an và cơ quan điều tra các tỉnh, người ta cũng đều có cái đội cảnh sát công nghệ cao, đấy, và người ta phát hiện rất dễ. Và như vậy thì chỉ khi bị bắt thì các đối tượng mới cảm thấy ăn năn hối hận về hành vi của mình. Đấy. Và trong cái quá trình hành nghề của tôi thì tôi cũng có hai vụ án rất là đáng nhớ. Một cái vụ án đánh bạc ở Hưng Yên thì khi mà bị cáo đi làm cả năm về và đi chỉ để trả tiền lãi, bởi vì vay ngân hàng, vay các đối tượng cho vay nặng lãi để cho vợ đi chữa bệnh, mà đến khi Tết về thì không có đồng nào, và tại cái buổi chiều giao thừa thì còn đúng 500.000 đấy, và nghĩ rằng là cái Tết này nếu mà với 500.000 này thì không đủ cho gia đình, vì vậy nên gặp một cái chiếu bạc người ta đang đánh sóc đĩa, đấy, sóc đĩa thì bị cáo đã vào thả 500.000 và rất phải nói rằng là may, nhưng mà lại không may, rất không may cho bị cáo lại trúng, lại trúng và được hơn 5 triệu. Vì vừa lúc đó thì cơ quan công an tiến hành bắt cái sới bạc này, và như vậy thì bị cáo mà cụ thể là thân chủ của tôi cũng đã phải vướng vào vòng lao lý. Và lúc đó thì gì ạ, lúc đó thì ngay cái Tết cũng không được đón ở nhà đấy, vợ thì ốm mà không còn người nào để chăm các con nhỏ. Thì đây là một trong những cái mà tôi cho rằng rất thương.
rất thương. Bởi vì ở đó nó thể hiện là cái ý chí hay âm mưu thủ đoạn là không có, là không có, nó xuất phát từ cái nhu cầu thiết yếu. Đấy. Và người ta không nghĩ rằng chỉ một cái nhỏ nhoi này mà vướng vào vòng lao lý. Và đây là sự ân hận rất là muộn màng. Tức là khi định khung hình phạt là tính tổng là 5.500.000. Đúng rồi ạ. Là cả tiền đánh và tiền ăn được đều là định khung. Cả tiền đánh. Thế thì ở đây là như này. À, với các tình tiết định khung thì cơ quan chức năng nếu thu giữ ở chiếu bạc được bao nhiêu tiền thì lấy số đó làm cái tình tiết định khung và tổng số tiền chơi. Tổng số tiền chơi. Tuy nhiên rằng gì ạ? Là trong cái quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng xem xét đến các cái tài sản đi theo người. Đi theo người nếu có để chứng minh được là cái tài sản này có sẽ hoặc đang phục vụ trong hành vi đánh bạc. Đấy, hành vi bạc. Thậm chí có những tài sản không ở nơi đánh bạc, ở một nơi khác. Nhưng cơ quan chức năng chứng minh được cái tài sản đó sắp hoặc sẽ được đưa ra để đánh bạc thì cái tài sản đó cũng phải thu giữ. Vâng, vậy thì còn trường hợp thứ hai là gì thưa luật sư? Trường hợp thứ hai thì một cái hình thức đánh bạc đó là gì? Đánh bạc trên mạng. Đấy, và một cán bộ của nhà nước sau khi bị bệnh hiểm nghèo rất buồn và ở nhà. Ở nhà thường xuyên ở nhà thì không có việc gì để làm. Đấy. Thế và sau đó thì mua cái thẻ RigVip. RigVip. Đấy để chơi. Đấy. Và rất không may cho cậu ta thì sau 6 tháng sau thì cơ quan điều tra đã triệu tập lên. Đấy, triệu tập lên với cái hành vi đánh bạc tổng số tiền hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Tức là cái đường dây của Phan Sáu Nam này đúng không? Đấy, đường dây của Phan Sáu Nam này. Là hơn 100 triệu và vì cái việc là gì ạ? Vì cái việc là cái bệnh hiểm nghèo không đi làm được. Đấy mà ở nhà thì vô tình. Đấy. Thì ở đây chúng ta cũng phải thấy rằng là gì ạ? Với hành vi đánh bạc. Đấy. Thì các đối tượng cần phải nhận thức rằng là gì ạ? Là tại Việt Nam chúng ta không cho phép đánh bạc, ngoại trừ sắp tới chúng ta đang có dự thảo về cho phép đánh bạc, nhưng mà phải theo một cái quy định và trong một cái khuôn viên cũng như cái vị trí địa lý cụ thể. Ngoài ra không có một hành vi đánh bạc nào là hợp pháp cả. Vì vậy nên là các đối tượng hết sức cảnh giác. Thưa luật sư, là thời gian gần đây thì trên mạng xã hội cũng có truyền tai nhau một số cái phương pháp, ví dụ như là trong trường hợp mà thua cá độ nhiều quá thì có thể báo với cơ quan công an để bắt nhà cái. Thì dưới góc độ pháp lý thì luật sư nghĩ thế nào về những cái giải pháp như thế? Cái giải pháp đó cũng rất là tốt, bởi vì là pháp luật thì luôn khoan hồng với những người mà thành khẩn và đặc biệt là tích cực hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra. Tuy nhiên rằng là gì ạ? Là xem xét đến cái hành vi mà đi tố giác đối với lại cơ quan chức năng về cái hành vi vi phạm pháp luật của những cái đối tượng mà tổ chức đánh bạc. Đấy, mà trong bóng đá thì người ta gọi là nhà cái. Trong bóng đá người ta gọi là nhà cái. Thì ở đây ngay cái khoản mục của điều 51 người ta đã quy định một cái tình tiết giảm nhẹ là gì? Là tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Thì ở đây lấy đó làm cái gì ạ? Làm căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên rằng đối với lại các hành vi mà sơ khai hoặc đánh nhỏ lẻ mà đi tố giác thì cũng có thể được miễn trừ cái trách nhiệm hình sự. Việc nhà cái đứng ra để tổ chức cá độ bóng đá thì là thường là thu lợi rất là lớn. Nên là nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật để làm. Thì luật sư có thể phân tích về cái cách thức hoạt động và kiếm lợi của nhà cái, đặc biệt là đối với cá độ bóng đá. Cái cách thức hoạt động này của nhà cái thì hiện nay thì đa phần là các cái đối tượng đánh bạc cũng như các một số đối tượng tổ chức đánh bạc thì thường lấy các cái trang mạng ở nước ngoài về. Đấy, trang mạng ở nước ngoài về. Và tại sao lấy trang mạng nước ngoài về? Vì là thứ nhất là các đối tượng cho rằng là lấy các cái trang mạng ở nước ngoài về thì cơ quan công an ở Việt Nam rất khó để phát hiện, để xử lý. Thứ hai nữa là gì ạ? Thứ hai nữa là lấy các trang mạng ở nước ngoài về thì có cái mức tổng tham gia cá cược rất lớn. Và cái thứ ba nữa là cái không gian mạng nó rộng, nó bao phủ. Khó tìm. Đấy, nó bao phủ ở đây thì nó kéo theo được rất nhiều các đối tượng để tham gia đánh bạc. Đấy, vì vậy cho nên là những năm gần đây thì các cái đối tượng này thường sử dụng các cái trang mạng của nước ngoài đưa về Việt Nam để
tổ chức đánh bạc cũng như là lôi kéo các cái đối tượng tham gia đánh bạc được nhiều hơn. Vâng. Thưa luật sư thì theo ông thì cái cách thức hoạt động trên không gian mạng như vậy thì có thể là gây ra những cái khó khăn hay là thuận lợi gì cho cơ quan điều tra? Thực ra thì nó sẽ có khó khăn nhất định. Ví dụ như là có những cái trang mạng mà người điều khiển ở bên nước ngoài. Vâng. Đấy, ở bên nước ngoài. Và gì ạ? Là có những cái trang mạng nó xuất phát từ một cái quốc gia mà ở đó quốc gia đó cho phép cái hành vi đánh bạc là hợp pháp. Đấy, nhưng các quy định đó được chuyển về Việt Nam thì nó lại là trái pháp luật. Vâng. Nó là trái pháp luật. Và gì ạ? Là các đối tượng tinh vi hơn. Đấy, tinh vi hơn khi sử dụng các cái máy chủ. Đấy, thường xuyên di chuyển. Vâng. Cũng như là các cái người mà điều khiển ảo. Đấy, và đây chính là cái việc là gây khó khăn cho cơ quan công an của Việt Nam. Vâng. Theo luật sư thì đối với những cái hoạt động tinh vi như vậy thì chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào để ngăn chặn và kiềm chế cái tệ nạn cá độ bóng đá đấy? Hiện nay thì với cái mức độ mà tham gia cá cược bóng đá rất là lớn, bởi vì như tôi đã phân tích rằng là các cái trang mạng ở nước ngoài nó ồ ạt đưa về Việt Nam. Đấy. Và hiện nay thì các cái đối tượng đánh bạc rất dễ, chỉ cần vào đưa điện thoại ra bấm và đều có thể tham gia đánh bạc. Đấy. Và đây là một cái hệ lụy, Nếu cơ quan chức năng của Việt Nam chúng ta không kiểm soát chặt chẽ. Vâng. Đấy, đối với không gian mạng. Đấy, đối với không gian mạng. Thì cái hệ lụy cũng như là các cái số lượng người tham gia đánh bạc sẽ rất là lớn. Đặc biệt là các cái số tiền cũng như hiện vật đấy, để đưa vào đánh bạc đấy, thì có thể là còn lớn hơn rất là nhiều. Vì vậy nên là cơ quan chức năng của Việt Nam cũng cần phải sát sao hơn và đào tạo các cái chuyên gia đấy, các cái chuyên gia để khi mà xác minh cũng như điều tra đấy, sẽ được thận trọng hơn và có thể là xử lý đến mức triệt tiêu cuối cùng. Vâng, xin được cảm ơn luật sư Hà Trọng Đại đã cùng tham gia chương trình cùng báo điện tử VOV. Xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.